Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ test cá lóc cho mấy anh em ở bên Campuchia. Mời anh em trải nghiệm đi. Ok, chào cho khách thành công. Cảm ơn anh. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.